gia đình. Chúng tôi là phụ nữ. Em xin lỗi chị 1000 lần. Trời, em lại đến trễ nữa rồi, ngại quá à. Tha lỗi cho em nha. Thôi đi, đợi em nãy giờ hả, dài cổ nửa tiếng gọi cũng không được, mà nhắn tin cho em cũng không xong nổi, mà điện thoại chị á hả, quên sạc pin cái nó hết pin luôn rồi nè. Rồi chị không thấy hả, em chạy bán sống bán chết, nhìn là đầu cổ tóc tay em mù xù như miên luôn nè. Là chị biết sao không, chẳng qua là hôm nay á em có một cái cuộc hẹn rất là quan trọng. Cái gì quan trọng hơn hẹn chị? Chị là quan trọng nhất chứ. Không, nhưng mà không phải hẹn cho mình em. Hẹn với người này xong á hả, rồi em có rất là nhiều thông tin em kể cho chị nghe, rồi quý vị khán giả nghe nữa. Nói chung là cuộc hẹn bổ ích lắm. Làm chị tò mò quá hả. Thôi được rồi, để bây giờ em kể cho chị nghe nha. Chúng tôi là phụ nữ. Ngọc Nhi xin chào quý vị khán giả của chương trình Chúng tôi là phụ nữ làm đẹp và thời trang. Ngày hôm nay thì Ngọc Nhi có một cuộc hẹn với một ca sĩ rất là đặc biệt, và anh được mệnh danh là ông Hoàng Nhạc Việt. Anh được khán giả yêu thích không chỉ bởi giọng hát của mình mà còn bởi phong cách thời trang rất là thanh lịch, độc đáo, sang trọng và có những lúc là phá cách nữa. Và được biết là sắp tới đây anh sẽ tổ chức một live show kỷ niệm 20 năm ca hát của mình. Vì thế chúng ta hãy cùng gặp gỡ anh và xem anh là ai nhé. Xin chào anh Đàm Vĩnh Hưng, hôm nay em rất là vui khi được đến thăm nhà anh. Và cảm giác mà lần đầu tiên khi bước vào một cái căn nhà lộng lẫy như thế này, em bị choáng ngợp. Cảm ơn em. Anh cũng làm bằng tất cả tâm huyết của mình, cũng nhận được khá nhiều lời khen. Dạ, và em thấy cái sự sang trọng và đẳng cấp này nó cũng giống như phong cách thời trang của anh vậy. Và ngày hôm nay thì chương trình đến đây muốn tìm hiểu về phong cách thời trang của anh, bởi vì được biết là sắp tới anh có tổ chức live show kỷ niệm 20 năm ca hát của mình. Và ngoài cái việc mà anh Hưng sẽ hát bài gì thì chắc chắn là những bộ trang phục mà anh Hưng sẽ mặc ở trong đêm live show được mọi người rất là quan tâm. Cho nên là anh có thể chia sẻ về cái trang phục chủ đạo của mình trong đêm live show, cũng như là hiện nay cái số lượng trang phục đã lên đến con số bao nhiêu rồi ạ? Vâng, cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Câu hỏi rất là lý thú. Lần này quý vị biết không, cái show này Hưng đặt những yêu cầu nó rất là cao. Ví dụ như là những cái bộ trang phục cho dancer, em biết nó phải đẹp, mà đẹp một cách như mà ngôi sao mặc luôn á. Nên là từng cái giày, từng cái đôi bông, từng cái make up hoặc là cái layout về tóc, là anh cũng phải chọn lựa rất là kỹ cho từng bài hát, từng tiết mục nào, để làm gì cho nó xứng đáng với cái nội dung bài hát, và nó làm bật cái nội dung lên. Và cái trang phục chủ đạo của chương trình lần này đa số là nó phải có gắn liền với những cái kết đá, là những sự lấp lánh, sự hào nhoáng. Tính tới giờ này là trang phục của diễn viên múa không là gần 300 bộ. Còn trang phục của anh cũng vậy, cũng phải như là trên 20 bộ rồi. Còn phải lựa chọn lại nữa. Chắc chắn là khi nghe qua tên của live show thôi thì mọi người cũng đã đoán được là anh Đàm Vĩnh Hưng sẽ lấy hình ảnh là những viên kim cương để làm hình ảnh chủ đạo cho trang phục cũng như là phụ kiện của mình. Vậy thì anh có thể bật mí là tại sao anh lại chọn cái hình ảnh này, và với con số đầu tư là 9 tỷ đồng cho đêm live show thì trang phục đã chiếm bao nhiêu phần trăm rồi? Thật ra thì khi Hưng chọn cái chủ đề Diamond Show thì nó có nhiều cái lợi thế kèm theo lắm. Thứ nhất là nó xác định được đúng cái màu sắc mà Hưng muốn đem vào trong cái show của mình, đó là một sự lấp lánh, lộng lẫy, lóe sáng. Rồi nó thứ hai là Hưng muốn nâng tầm cái show của mình lên ở một cái bậc cao hơn, và trang phục mà số tiền thì có thể nói là
chính xác 100% luôn. Tiền trang phục của Hưng và tiền phục của dancer bây giờ này nó bước qua con số 37 rồi. Dạ, rất là nhiều phải chứ phải chi. À, vậy thì cái thời gian mà anh chuẩn bị hoàn toàn cho đêm live show về trang phục thôi là chuẩn bị từ bao lâu rồi? Ồ, cách đây 4-5 tháng rồi em. Dạ. Dạ, 4-5 tháng là bắt đầu đi đi tìm những nguyên vật liệu, chất liệu như vậy lùng sục khắp nơi trong thành phố này, có Hà Nội, có Hồng Kông, có Pháp, có Singapore, có là những nơi mà đi tới lưu diễn đó, như là ở Mỹ, ngay cả có một cái nhà thiết kế chuyên làm đồ cho Beyoncé nè, Next Top Model nè, Katy Perry nè, đó là những cái trang phục mà nó ngay tại Hollywood, hoặc là tới nơi phải nó quá đẹp đi, đem về chưa biết hợp với không, đúng mùa giờ trưa, nên là mai giờ nó quá trời đồ luôn rồi. Như anh Hưng chia sẻ thì những bộ trang phục trong Dell Live Show sẽ rất là cầu kỳ và chi tiết. Vậy thì nó có gây khó khăn hay cản trở gì cho anh trong cái quá trình mình biểu diễn hay là bảo quản không ạ? Cảm ơn em sự quan tâm và rất là tâm lý. Đúng là phải chọn lựa rất là kỹ nha. Ngay cả dancer mình lựa chất liệu như thế nào để cho các em nhảy được, diễn được, quỳ gối xuống được, co chân tay để mọi thứ được. Phải chọn lựa chất liệu nó phải giãn, nó phải đẹp, màu sắc nó phải đúng nữa cơ. Nói chung là nó chi ly kinh khủng luôn, phải tính toán hết. Ngay trang phục cũng vậy nữa. Có nhiều khi phải thay đổi rất là nhanh, tích tắc là phải dán. Cách bảo quản cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Nguyên cái nhà kho của Hưng gần như phải mở máy lạnh liên tục để giữ tất cả những cái độ keo cho nó dính chắc nè, rồi bảo đảm được cái nhiệt độ cho nó tốt. Là khi các bạn thử đồ thôi đó, là mình phải đem về hấp tẩy một loạt đồ mấy trăm bộ như vậy. Trời ơi, có những cái xào treo nó dài luôn, nó hoàn cái xào hoàn sắt xuống luôn vậy đó. Cũng vậy, ekip phải tính toán rất là kỹ cái việc bảo quản. Rồi có cả những người hỏi rằng là sau show anh có bán trang phục đó hay không. Câu trả lời chắc chắn là không. Có thể nói là đây là những cái trang phục nó mang đầy cái kỷ niệm của cái live show hoành tráng cái này. Cho nên là không bao giờ có cái chuyện bán dù chỉ là một hộp nút. Bình thường thì mọi người đã quá quen với phong cách của anh Đàm Vĩnh Hưng là lịch lãm, sang trọng và hào nhoáng. Vậy thì không biết là trong live show lần này, trang phục của anh có những cái điểm nhấn nào khác biệt hay không? Chắc chắn là khác biệt. Tại vì có những bài hát nó đòi hỏi sự hoành tráng cho cả tập thể. Thì ông phải ăn mặc như thế nào? Lấp lánh ra sao, nó phải cân xứng với lại cái trang phục mà dancer đang mặc. Nãy giờ thì chúng ta cũng đã bàn nhiều về trang phục cũng như là phong cách trong đêm biểu diễn của anh rồi. Và một điều mà khán giả quan tâm nhất chính là anh Đàm Vĩnh Hưng sẽ hát những ca khúc gì. Anh có thể bật mí cho quý vị khán giả được biết không ạ? Không có giấu mọi người bất kỳ một cái điều gì cả. Tại quý vị không hỏi thôi. Chứ còn những ca khúc, ví dụ mà Hưng nói lúc nãy đó, là mình hát lên là mình biết ngay bài hát quen thuộc đó liền. Người ta có thể hát theo hoặc là nhún nhảy theo. Có nghĩa là những cái bài mà từng ở trong tâm khảm và kỷ niệm của rất nhiều những khán giả ở thập niên 80 và 90 đó. Đó là sự lựa chọn quyết định rất là táo bạo của Hưng trong lần này. Có nghĩa là em biết không, nó không có một bài hát nào hit của mình hết. Có đúng một bài hit là bài Say Tình thì lại giao cho người khác, đó là Hồ Ngọc Hà biểu diễn. Đó, cái yếu tố nhạc, màu sắc nhạc rất đặc biệt là burlesque. Nói chung là nghe những cái chia sẻ của anh thôi là chắc chắn là không chỉ Ngọc Nhi mà tất cả quý vị khán giả đang rất là háo hức để chờ đón cái live show của anh. Và chúc cho Diamond Show sẽ thành công tốt đẹp, cũng như là anh Đàm Vĩnh Hưng ngày càng thành công, đem đến những ca khúc hay và những đêm diễn tuyệt vời cho quý vị khán giả. Xin cảm ơn sự theo dõi của mọi người rất là nhiều. Chúng tôi là phụ nữ. Xem ra là em đã có cuộc gặp gỡ khá là thú vị với lại một nghệ sĩ rất là nhiều người yêu mới là anh Đàm Vĩnh Hưng, và đặc biệt là về phong cách thời trang của anh ấy. Cho nên là tạm thời chị có thể bỏ qua cái lỗi là em đến trễ ngày hôm nay. Dạ, em làm cái gì là cũng âu là cũng có lý do của nó hết. Chứ đâu có tự nhiên mà em bỏ rơi chị bảo anh ngồi đây đợi em được, đúng không? Cũng hơi xui thôi. Chẳng qua là ngày hôm nay em may mắn cái gì à? Em biết không, nãy giờ chị cũng đang cập nhật một số tin tức rất là hay. Mà thấy em nãy giờ cũng kể chuyện cho chị nghe rất là thú vị, mà em cũng khá là mệt rồi đúng không? Cho nên là Nhi ơi, hãy nghỉ ngơi đi, chị sẽ giới thiệu cho em một số tin tức giải trí rất là thú vị đó nha. Dạo này chị bảo anh mình cũng chịu khó cập nhật thông tin, biết đâu đến một ngày không cần đến Ngọc Nhi này nữa. Chắc cũng sẽ cần em. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những tin tức giải trí đáng chú ý trong tuần này nha. Thank you.
nay thì mọi người đang có mặt tại phòng thu của nhạc sĩ Đỗ Hiếu để cùng thực hiện ca khúc Keep Me In Love, rồi là cho các bạn đi tập vũ đạo để các bạn được giải phóng hình thể của mình. Và tất cả những cái điều đấy cũng chỉ là cho các bạn được có thật là nhiều kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, và các bạn sẽ rút ra được rất là nhiều những cái bài học cho bản thân mình sau này ở trong nghề nghiệp. Vì là một MV được thực hiện trong studio nên tốn rất là nhiều chi phí vào việc thiết kế và set up các bối cảnh. Và mình có 7 bối cảnh để mà mình thay đổi qua thay đổi lại. Có rất nhiều những cái nhãn hàng lớn đến từ nước ngoài đã hỗ trợ cho Kevin cũng như là chị Hồ Ngọc Hà, như là Gucci, Burberry, Max Mara, Christian Louboutin và rất là nhiều những cái nhãn hàng khác. Vì vậy mà tổng số trang phục đầu tư cho cái MV này rất là nhiều, đếm không hết nữa. Okay, cảm ơn Kevin nhá. Và trong clip lần này thì mọi người có thể nhìn thấy là có rất là nhiều những cái nhà thiết kế khác nhau mong muốn là có rất là nhiều những bộ thời trang để đúng nghĩa là một fashion music video. Đây là một bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Lâm Gia Khang. Hà nghĩ là nhóm team của Hà và Hà rất là vui khi mà kết hợp cùng với Lâm Gia Khang cho cái cảnh quay đầu tiên này, vì nhìn rất là thời trang, có ống tay nhưng mà không cần phải mặc. Có lẽ vì cái phần concept của cái set đồ của Khánh dành cho team của Hồ Ngọc Hà lần này đó là cần phải có cái sự vũ đạo rất là nhiệt tình, cho nên là cái phần trang phục nó cũng phải phù hợp với lại những cái tiết tấu của cái bài Keep Me In Love. Và riêng về cái trang phục Khánh dành cho Hồ Ngọc Hà thì Khánh sử dụng chất liệu là ren, tại vì khi mọi người nhìn vào mọi người sẽ thấy được cái sự nữ tính và dịu dàng nhưng mà không kém phần có thể nói là táo bạo và quyến rũ. Chú Trần thiết kế một bộ trang phục là vest và phối cùng với lại nón rộng vành, thì nó vừa mang một tính chất rất là cổ điển nhưng phát lên được cái sự năng động cũng như là sự hiện đại. Thứ nhất, các bạn có thể trình diễn khách quốc rất là tốt và cho các bạn rất là thoải mái trong việc vũ đạo. Sáng ha, vẫn còn ngồi đây. Tôi như là không biết diễn cái gì nữa trời. Giờ thì mình chưa giờ quay một cái gì hay làm một công việc gì mà nó 24 tiếng liên tục cả nên rất là khó và rất là mệt. Baby, keep me in love. Baby, keep me in love. Đúng là cái bàn xoay như thế này thì Hà rất là sợ vì mình chưa được ngủ và cũng chưa được ăn sáng nên là rất là chóng mặt. Đón xem Keep Me In Love. Đã xong rồi, đi về nhé, bye bye. Đây đã là 10 giờ sáng rồi và thực sự là hết năng lượng, thức hơn 24 tiếng đồng hồ để quay và thực sự cảm thấy rất là mệt. Bây giờ cần một giấc ngủ ngon. Good night. Đầu tháng 9
vừa qua, nhóm nhạc mới Unify do ông Cao Thắng và Đông Nhi đào tạo đã cho ra mắt sản phẩm debut MV Come On và lập tức tạo ra nhiều tranh luận từ phía người xem. Đúng như dự đoán, phần hình ảnh của Unify nhận được rất nhiều lời khen ngợi về vẻ điển trai, mạnh mẽ và độ cá tính. Phần nhạc là một bản hip hop đậm chất cùng phần rap ấn tượng khiến người nghe cảm thấy vô cùng thích thú. Come On được sáng tác bởi nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng và chính các thành viên của Unify. Bản hòa âm mang phong cách hip hop được thực hiện bởi nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Với giai điệu catchy cùng bản phối hiện đại phóng khoáng, Come On khẳng định cá tính mạnh mẽ nhưng đầy cuốn hút của tân binh Unify. Hy vọng rằng trong tương lai, nhóm nhạc nam cá tính này sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn nữa. Dừng chọn đời này để yêu thế gian giờ chỉ có hai ta bay lên cùng anh lên từ xa trong anh cùng nhau không vươn xa. Oh baby baby come on, chúng tôi là phụ nữ. Ôi dễ sợ chưa, thông tin nào cũng mới cũng hot hết á. Công nhận chị của tôi vừa xinh đẹp nè, vừa đảm đang nè, trời ơi cái gì cũng giỏi hết á, ganh tiểu á, ganh tiểu á. Đúng chưa, bởi vậy em mà để cho chị cô đơn một mình dài dài á nha, chị ngồi đây chị vừa nhắn tin với bạn chị nè, chị vừa cập nhật đầy đủ những cái tin tức giải trí luôn, nhiều khi là xoáy ngôi em luôn đó nha. Cái gì mà cứ tưng suốt ngày à, ha, đắt ra thì là hả? Thật ra thì là không phải là chị tự cập nhật thông tin nữa đâu, mà chị cũng phải tám với những bạn bè của chị để chị cập nhật thêm nhiều thông tin hay đó mà. Mình không có thể tự làm được, mình có thể nhờ người khác hỗ trợ mình. Trời đất ơi, hèn chi ha, thấy hay gì á, chụp cái hình gì đó. Thôi thôi, đừng coi, đúng không? Đừng coi. Thôi thì lỡ hôm nay á là em tới trễ, bình thường là phải phạt em giới thiệu hết cái này tới cái khác, nhưng mà hôm nay chị đang yêu đời cho nên phần mẹo vặt chị cũng sẽ tiếp tục giới thiệu cho em luôn. Nhưng mà cái mẹo vặt này là bạn chị chỉ chị đúng không? Em thấy rồi nha, khỏi che, lúc nào cũng tưởng là chị tự nghĩ ra, thì ra là cũng có nhờ đến người khác. Thật ra thì nghĩ một mình hoài cũng có thi bí vậy, nên phải cần có sự hỗ trợ. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy đến với phần mẹo vặt nha. Quý vị thân mến, chị em phụ nữ chúng ta luôn luôn được đặt một biệt danh đó là nàng siêu điệu, bởi vì mình có thể kết hợp rất là nhiều những kiểu tóc với lại những kiểu khăn khác nhau. Như ngày hôm nay là ba anh đem một chiếc khăn rất là xinh xắn ngay phần cổ nè để tạo thành một phụ kiện cho bộ trang phục mà mình mặc. Nhưng mà cùng với những chiếc khăn này, chúng ta có thể kết hợp với kiểu tóc để tạo nên những kiểu tóc cực kỳ xinh xắn. Quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và làm theo, và hy vọng là quý vị sẽ có những kiểu tóc rất là ưng ý nha. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Công nhận chị đẹp của em đúng là tinh tế á. Thật ra mẹo của chị nó vừa đa dạng phong phú nè, nó vừa dễ làm nữa. Như cái này chị hướng dẫn em cũng làm được hết.
thì chị luôn luôn ưu tiên những cái mẹo vặt nào mà vừa đơn giản mà lại có hiệu quả cao nữa chứ. Thấy sao, học hỏi được nhiều đúng không? Đúng rồi, học hỏi được rất nhiều. Cho nên là hôm nay sẽ giới thiệu cho chị đẹp cũng như là quý vị khán giả một cuốn sách coi như là đền ơn ha. Và chuyên một sách hay trong tuần cũng sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Bảo Anh và Ngọc Nhi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Số phận của vũ trụ, Big Bang và sau đó là một trong những cuốn sách của giáo sư Trịnh Xuân Thuận xuất bản lần đầu năm 1992. Cuốn sách gồm 5 chương, lịch sử vũ trụ, vương quốc thiên hà, Big Bang, số phận các ngôi sao, hành tinh được tạo ra. Bằng sự uyên bác của một nhà vật lý thiên văn, giáo sư dẫn dắt người đọc khám phá lịch sử hình thành vũ trụ. Cách đây gần 14 tỷ năm, một vụ nổ khủng khiếp đã khai sinh ra vũ trụ, không gian và thời gian. Từ đó, vạn vật tiến triển không ngừng theo chiều hướng phức tạp hơn. Từ một sự trống rỗng vô cùng nhỏ bé đã dệt nên vũ trụ mênh mông bằng hàng trăm tỷ thiên hà. Mỗi thiên hà lại được tạo nên từ hàng trăm tỷ ngôi sao. Tại một trong những thiên hà ấy, trên một hành tinh xuất hiện con người, sinh vật biết ngỡ ngàng khám phá vẻ đẹp, sự hài hòa của vạn vật. Bên cạnh đưa ra kiến thức về sự hình thành vũ trụ, tác giả cũng giới thiệu về những vườn ươm sao, các tinh vân, lỗ đen, sao siêu mới, thiên hà hình elip, thiên hà xoắn ốc. Cuốn sách có hệ thống hình ảnh đẹp, thể hiện kiến thức khoa học một cách sống động và trực quan. Với lợi thế ngôn ngữ xúc tích, dễ hiểu, cuốn sách còn được coi là tài liệu nhập môn cho bạn đọc yêu thích thiên văn. Tại sao Ngọc lại có thể bỏ qua những thông tin hấp dẫn và hay đến như vậy? Thì đó, nãy tôi nói mấy người rồi, tại do mấy người bận rộn quá, tôi rảnh quá tôi mới viết. Nhưng mà cũng không phải nữa. Cái này MV hay như vậy vừa mới ra mắt hả là mọi người đều tôi nói